Đối với tánh rốt ráo không của tất cả Pháp, tuy rất tin hiểu nhưng chưa được tự tại. Đối với địa vị bất thối truyền của Bồ Tát, tuy an trụ tánh vắng lặng của các Pháp, nhưng chưa được nhập vào địa vị bất thối truyền. Các Bồ Tát này cũng được Như Lai ứng chánh đẳng giác ở giữa đại chúng, tự nhiên hoan hỷ, khen ngợi tán thán, danh tự dòng họ, sắc tướng, công đức. Thiện hiện nên biết nếu các Bồ Tát được Như Lai ứng chánh đẳng giác ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ, khen ngợi tán thán danh tự dòng họ sắc tướng công đức thì các Bồ Tát này vượt khỏi địa vị nhị thừa, gần đại Bồ Đề hoặc đã được thọ ký bất thối chuyển hoặc sẽ gần được thọ ký bất thối chuyển.